chị? Ừ lắm. Tôi xíu xong rồi, chút xíu xong rồi. Sắp xong rồi chị. Đây, từ từ nữa, anh đến, anh đến gần ra rồi. Cố lên. Ôi, em đã được ra rồi. Ôi. Em ơi. Cố lên, cố lên. Cố lên nữa đi em. Hít thở đều, hít thở đều. Không sao, không sao hết. Ráng lên. Nhất định phải là con trai. Phải là con trai. Cố lên, sắp ra rồi chị. Mình sâu vô đi em. Hết rồi, thở, thở ra. Thở đều, thở đều nè. Cố lên. Em phải sâu ra rồi chị. Nhanh lên. Cố lên em ơi. Nhanh lên. Em đã ra rồi đó. Sắp ra rồi. Không thể nào. Không thể nào. Đứa bé thế nào hả? Đứa trẻ rất là khỏe mạnh em. Nó là con trai phải không? Nó là con trai có đúng vậy không? Là bé gái. Anh Đạt, bác tôi biết chưa? Bác là người biết đầu tiên. Bác đang chờ anh ở dưới nhà đó anh. Chú nói gì má? Tôi có cuộc hẹn đột xuất với đối tác Nhật để chuyển giao công nghệ làm bánh. Dạ. Dạ, vậy còn chị thì sao anh? Bác đang chờ anh để đi cùng vô bệnh viện với bác. Chú chở má đi giùm tôi. Chú nói với má là tiệc trụ tối nay có thể hơi lâu, tôi sẽ về trễ. Dạ. Là con gái rất là khỏe mạnh em. Khỏi, cứ nằm đó đi. Thằng Đạt chắc hẳn là nó thất vọng lắm. Gia đình thì thật là vô phước. Đến cái đứa thứ hai rồi mà vẫn là con gái. Tại sao bao nhiêu đời có được con trai mà đến phiên cô sao khó khăn như vậy? Má, con cũng đã cố gắng rồi. Má không thấy ngày nào con cũng cầu trời khẩn Phật đó sao? Cầu trời khẩn Phật phải có cái tâm, phải có cái lòng thành mới được chứ. Không lẽ có tâm, có lòng rồi mà ông trời trừng phạt con như vậy sao? Anh Đạt đâu? Sao không thấy anh tới? Nó đi gặp đối tác để ký hợp đồng. Việc làm ăn quan trọng, không lẽ nói bỏ là bỏ sao?
Má nói như vậy, chẳng lẽ chuyện kiếm tiền còn quan trọng hơn vợ con hay sao? Vợ con thì vẫn còn nè, còn công việc đó đâu có chờ mình. Mà cái việc sinh con gái có gì hay đâu mà chúc mừng. Thôi, ở bệnh viện mấy bữa cho sức khỏe nó ổn định rồi về ha. Má ơi, má, má ơi, con nhớ má. Dung à, đưa con bé về nhà đi. Để Kha ở lại chơi một lát được không chị? Mấy ngày chị không có ở nhà, con nhỏ nó cứ hỏi hoài à. Tôi nói cô đưa nó về thì về đi. Dạ, vậy chị giữ gìn sức khỏe. Kha ơi, mình đi về đi con. Hai, con muốn ở lại với má. Má mới sinh em bé xong nên con mệt lắm. Kha ở đây á, rồi má không nghỉ ngơi được, em bé cũng không ngủ được. Mình về nhà đi, mai hay mốt gì á, rồi má sẽ về nhà với Kha ha. Đi. Sao hả cô? Số tôi có thể có con trai được không? Khó lắm. Rất là khó. Khó? Nghĩa là vẫn còn có thể đúng không? Tử vi của cô và chồng cô kết hợp về sự nghiệp và tiền tài rất tốt. Nhưng về mặt giao tiếp là khắc khẩu. Con đường con cái càng không thuận lòng người. Không thuận lòng người? Không thuận lòng người là sao hả cô? Trước khi hai người thành hôn, chắc chắn cô đã biết số tử vi của hai người. Không phải là duyên trời đã định, nhưng cô vẫn bất chấp. Vậy thì cô không thể trách tại sao cô không sanh được con trai. Đó là ý trời. Phải có cách thay đổi, phải có cách cải số. Cô à, cô nói đi, tôi làm cách nào để có thể sinh được con trai? Đã nói là không được, cố tình cưỡng cầu là không tốt. Có bị trời phạt hay ra sao tôi cũng cam lòng. Cô nói đi, làm cách gì để tôi sanh được con trai? Chồng của cô sẽ có con trai, nhưng không phải là cô, mà sẽ có với một người phụ nữ khác. Còn nếu cô muốn có con trai, trừ phi là với người đàn ông khác. Cô Dung, cô Dung. Cô Dung ơi. Anh. Cô Dung. Hôm nay anh đã uống hơi nhiều. Dạ. Cô coi pha nước chanh cho anh uống để anh giải rượu nha. Thôi dạ, thôi, dạ. Không cần. Tôi đi được mà. Dạ, thôi, để em đưa anh lên lầu. Ừ, thôi. Anh, ừ. Anh, phòng ngủ hướng này nè. Ừ.
Cô Dung, cô coi chăm sóc cho anh nha. Dạ. Hôm nay chắc anh làm việc nhiều lắm. Không nhiều, mà chỉ căng thẳng thôi. Em thấy anh làm giám đốc còn cực hơn cả nhân viên nữa. Lúc nào cũng phải lo nghĩ hết. Vợ tôi vẫn chưa về hả? Dạ. Hồi chiều chị Khuê có gọi điện thoại về nói chắc phải ở thêm trên Đà Lạt một thời gian nữa cho sức khỏe khỏe hẳn rồi mới về. Không khí ở trên đó mát mẻ, rất thích hợp để nghỉ dưỡng. Em giúp việc ở đây bao nhiêu lâu rồi? Dạ, cũng gần 10 năm rồi. Lâu vậy sao? Cơn lũ năm đó đã khiến em trở thành một đứa trẻ mồ côi. Nếu không nhờ bác Ngà đưa về nuôi dưỡng thì chắc em đã trở thành một đứa ăn xin đầu đường xó chợ rồi. Không được tốt như bây giờ đâu. Huyết áp của anh cao lắm đó. Anh không nên uống rượu nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu. Anh uống hết ly chanh này đi cho đỡ mệt. Để em mang áo vest của anh đi giặt. Quá rồi.
được đâu. Anh đừng làm như vậy. Anh Đạt đâu? Đi làm rồi hả? Dạ, cậu Đạt đi làm nãy rồi. Bà thì đang ngoài sau giường á. Để tôi nấu nước cô tắm nha. Không cần đâu. Thưa má mới về. Còn ở nhà có ngoan không? Dạ có. Dì Dung đâu? Còn ở nhà với dì Dung có vui không? Sao vậy? Bộ Dung nó đi đâu hả? Dạ. Cô ơi, cô ơi. Cô ơi. Cô à. Cô ơi, cô. Khả con. Chờ chị một chút. Thưa chị mới về. Là con của ai? Con ai? Cô. Con đi lên lầu đi. Đi lên lầu. Nhanh lên. Nó là con của ai? Mày ở nhà tao bao nhiêu năm nay, tao nuôi dạy mày ăn học đàng hoàng, mà giờ mày làm xấu mặt gia đình tao như vậy hả? Hả? Nói nào, nó là con của ai? Là con của ai? Nó là con của ai? Còn của ai? Còn của ai hả? Còn của ai? Em xin lỗi chị. Đây là con. Đây là con của. Chồng của cô sẽ có con trai, nhưng không phải là cô, mà sẽ có với một người phụ nữ khác. Hư thần mất đích. Tại sao? Tại sao mày dám có con với chồng tao hả? Tại sao? Tại sao mày dám trả ơn gia đình tao như vậy hả? Em xin lỗi chị. Em là một đứa không ra gì.
Bây giờ mày nói một tiếng xin lỗi là xong sao? Mày tưởng có con với chồng tao thì mày có thể thay đổi được kiếp ở đời của mày hay sao? Hả? Dạ không, em không dám. Em xin lỗi chị. Mày muốn thay tao sinh con trai cho chồng tao, rồi mày thay thế vị trí của tao luôn hả? Không, không. Chị hiểu lầm em rồi. Em không bao giờ nghĩ vậy hết. Hiểu không? Thì tại sao một đứa hèn hạ như mày lại dám qua mặt tao? Mày dám cướp chồng tao hả? Mày muốn cướp luôn cái gia tài đây chứ gì? Chị tha cho em. Em xin lỗi chị. Em xin lỗi chị. Chị tha cho em. Chị tha cái cho gì? Em. Cái gì mà ồn ào dữ vậy? Hả? Có chuyện gì? Dạ không có gì đâu má. Không có chuyện gì mà ồn ào như vậy hả? Tại nó là đồ đàn bà hư thân mất nết, chơi bời đến mức để cho có thai, làm mất mặt cả nhà mình. Má, má cứ để cho con giải quyết chuyện này. Không sao sao hết. Mình là người có ăn có học, mà là người lớn vậy mà la hét chửi rủa như một đứa đầu đường xó chợ vậy. Có ghen tuông thì cũng phải biết giữ cái thân phận làm lớn của mình chứ. Làm lớn? Má, má nói vậy là má biết chuyện giữa nó và ảnh sao? Cô làm dâu cái nhà này 5 năm rồi, vậy mà một đứa con trai con cũng không sanh xong. Đừng có trách chồng mình phải đi tìm người đàn bà khác. Cô đừng ở đó mà làm quá cái căn nhà này lên. Người ngoài người ta biết được chẳng ra cái hệ thống gì hết. Má, không lẽ là má biết? Đúng là má biết chuyện giữa anh Đạt với nó sao? Đúng, đúng là má biết chuyện động trời này. Vậy mà. Phải, tôi biết. Nhưng nếu muốn trách thì cô tự trách bản thân của mình trước đi. Làm vợ mà bỏ chồng đi biền biệt 2-3 tháng trời, làm ăn đam thất vọng, đi làm về cũng phải cần có người phụ nữ chăm sóc hỏi han chứ. Má! Hả? Cái gì? Đừng có cao giọng như mình không hề có lỗi vậy. Má! Nếu cô im lặng không? Con mới là con dâu của má nè má. Thôi đi, đừng có làm ồn nữa như vậy. Nhất! Dạ. Đi chợ làm món gà hầm khoai sọ cho con Dung nó ăn, nó dưỡng thai. Còn nữa, nhớ nhắc, nhắc tôi mua mấy cái lọ thuốc dưỡng thai cho nó. Nhớ đi. Dạ dạ. Phá đi. Tôi nói đi phá nó ngay bây giờ đi. Phá đi. Tôi không bao giờ chấp nhận đứa con cô sinh ra. Cô sinh nó ra chẳng có ích lợi gì hết. Nó sẽ sống trong sự khinh rẻ của người đời. Còn cô, cô cũng sẽ sống trong tủi nhục đau đớn. Vậy thì bỏ nó đi. Tôi sẽ cho cô một số tiền lớn để cô bỏ nó. Không, em không thể. Ha ha ha.
Nếu cô không bỏ nó thì tôi cũng sẽ tìm mọi cách để cô phải bỏ nó. Cô muốn mọi chuyện trở nên như vậy đúng không? Đừng nghĩ là nhờ nó mà cô sẽ trở thành vợ bé của chồng tôi. Vì tôi không có ý chia sẻ chồng mình với bất cứ ai hết. Cô hiểu chưa? Tôi nói là cô bỏ nó đi. Chị ơi, em xin chị. Chị ơi, em xin chị mà chị. Làm ơn, bỏ nó đi. Trước khi tôi làm mọi cách để giết nó. Chị ơi, chị, em xin chị mà chị. Em xin chị mà chị. Thấy có cô Dung ở trống không con? Dạ không. Vậy chứ cô Dung đi đâu con biết không? Dạ không. Sao hỏi gì cũng không. Cô vô đó đi. Căn nhà số 5. Chỉ cần cô nói tên cô là người ta sẽ giải quyết cho. Anh cũng muốn tôi làm như vậy sao? Không còn cách nào khác đâu. Tôi làm như vậy chỉ vì bác và anh Đạt. Nếu như cô thật sự thương yêu anh Đạt thì hãy làm điều tốt nhất cho anh ấy. Tước đi mạng sống con anh ấy mà là tốt cho anh ấy sao? Tôi hiểu rồi. Quê. 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 Vâng à. Vâng. Dạ. Dạ, dạ bà kêu con. Khuê đâu? Dạ, dạ cô Khuê đi về ngoại rồi. Đúng là không nguyên tắc gì hết trơn hết trọi. Muốn đi là đi, không xin phép ai hết trơn hết trọi. Con à, Dung. Dung đâu? Dạ cô Dung. Dung đâu? Dạ con không biết. Không biết. Nhìn cô sao có vẻ lo lắng vậy? Cô đến đây khám thai hả? Dạ. Cô ơi, cô có thể giúp tôi một chuyện được không? Tôi có thể giúp gì được cho cô? Ở đây có cửa sau không cô? Hả?
Tôi cảm ơn cô. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Cảm ơn cô. Tôi đi đây. À, chị ơi. Dạ. Không, không được đâu. Tôi sẽ không nhận. Chị cứ giữ đi, đứa bé cũng cần phải ăn mà. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô nhiều lắm. Cảm ơn cô. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn cô đâu. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Cái gì? Con Dung nó bỏ trốn rồi hả? Dạ thưa chị, tôi đang cho người điều tra và cũng đã sắp xếp để cho cô ta không thể liên lạc được với anh Đạt và bác, nên chị cứ yên tâm. Chồng của cô sẽ có con trai, nhưng không phải có với cô mà có với người phụ nữ khác. Kỳ chị, chị làm sao vậy? Còn nếu cô muốn có con trai, trừ phi là với người đàn ông khác. Chị có sao không chị? Tôi không sao. Chị à, đừng uống mà. Kìa chị đừng có uống. Để yên cho tôi uống. Kìa Khuê, em đừng có uống nữa. Chú mới gọi tôi là gì? Lâu rồi tôi không nghe chú gọi tên tôi. Lại còn gọi là em nữa chứ. Cẩn thận đó.
Tôi là vợ của anh nuôi của chú. Xin lỗi chị, tôi lỡ lời. Chú sợ chồng tôi tới mức đó sao? Sợ đến nỗi giờ nghe nhắc tới là đã không dám nghĩ đến người mình đã từng thương. Chị cứ nghỉ ngơi đi. Sáng mai tôi sẽ đưa chị về thành phố sớm. Chú không có lòng tự trọng. Chú không biết tức giận là gì à? Phải, tôi không có những thứ đó. Trong cuộc đời của tôi, ngay từ đầu tôi đã không có lòng tự trọng. Tôi chưa từng biết nổi giận, cũng không biết xấu hổ là gì. Một kẻ không cha không mẹ như tôi được người ta bảo bọc nuôi dưỡng, thì cho dù kẻ đó có muốn cướp đi người con gái mà tôi yêu quý nhất, dù người con gái đó có bị sỉ nhục đi chăng nữa, thì tôi cũng không làm được gì cả. Tôi cảm thấy có lỗi khi chỉ làm được cho em bao nhiêu đó thôi. Nhưng tôi cũng cố gắng hết sức rồi. Cái nhà này 5 năm rồi, vậy mà một đứa con trai con cũng không sanh xong. Đừng có trách chồng mình phải đi tìm người đàn bà khác. Cái nhà này 5 năm rồi, vậy mà một đứa con trai con cũng không sanh xong. Đừng có trách chồng mình phải đi tìm người đàn bà khác. Thank you.
Ai đó? Dạ con Tài đi bác. Vô đi. Dạ. Dạ bác gọi con có chuyện gì không bác? Sao? Tìm con bé đó đến đâu rồi? Dạ. Ta muốn nói tới Dung. Dạ. Con đã tìm kiếm khắp nơi nhưng mà vẫn không thấy cô ấy. Ngay cả về quê cô ấy cũng không thấy. Kể từ đó đến nay cô Dung mất tâm biệt tích. Thêm nữa cô ấy không có bà con thân thích gì hết. Vậy sao? Giờ chắc bụng nó cũng đã lớn lắm rồi. Dạ bác cứ yên tâm, con sẽ cử người đi tìm cô ấy ở những tỉnh xa hơn. Bác đừng có lo. Con theo bên nào? Thằng Đạt hay con Khuê? Con đang làm việc cho ai? Với mục đích gì? Cái đất nước này có rộng lớn gì đâu mà tìm một người đến mấy tháng ròng cũng không ra. Không lẽ cuộc đời của con nhỏ lúc nào cũng khổ tâm khổ thân như vậy? Mỗi người có một số phận, cưỡng cầu chắc là làm phật ý trời. Em đang mang thai con của anh đó. Bác sĩ nói em có thai được 3 tháng. Đúng đó, nó là con của anh. Và nó là con trai của chúng ta. Con trai của em sẽ là người nối dõi gia đình họ Trần này. Tất cả tài sản lẫn sự nghiệp của công ty Thành Phát sẽ thuộc về nó. Anh và em lúc đó sẽ tự tay giao Thành Phát cho con. Tài. Dạ. Con theo bên nào? Dạ. Dạ thưa bác, con không theo bên nào hết. Con chỉ làm việc cho tập đoàn. Và con sẽ hết lòng vì sự an toàn và phát triển của tập đoàn Thành Phát. Bác cứ yên tâm đi. Đừng bao giờ quên điều này. Ta hoàn toàn tin tưởng con. Vậy thì hãy nhanh chóng kiếm ra con Dung, mang nó an toàn về đây. Anh hãy tìm ra con nhỏ đó và làm cho đứa bé trong bụng nó không còn tồn tại nữa. Nhất định không được để nó trở về căn nhà này một lần nào nữa. Em tin ở anh. Bác tin nữa con. Dạ con hiểu. Xong rồi vậy? Ui à. Có phải dì Lan quá nhiều chú giỏi có đúng không? Đâu có nhiều đâu. Mỗi thứ bảy ăn có nửa à. Nửa nải chuối rồi nửa ký ổi à. Đâu có nhiều đó bác sĩ. Trong một ngày dì ăn như vậy là quá mức rồi. Với lại dì lớn tuổi rồi, chỉ nên ăn nhẹ và cách bữa ra và chọn những món nào dễ tiêu hóa thôi. Nhưng tôi lại thích ăn chuối với ổi nhất á. Con biết là gì thích, nhưng mà ăn có chừng mực thôi. Ăn có chừng mực á sẽ không bị đầy bụng và khó tiêu như vậy nữa. Cô Dung ơi. Dạ. Để con đoán nghe, dì lại ăn nửa nải chuối với lại nửa cái ổi nữa phải không? Cái con nhỏ này chỉ được cái mà đoán đúng không hả? Nè cô Dung lấy thuốc cho dì nghe. Dạ.
lớn dữ lắm rồi nha bay. Chừng nào bay xin vậy? Dạ, chừng nào nó muốn ra thì nó ra hả? Con không có ép. À, cô dùng ly thuốc xong á thì nghỉ một chút nha. Sáng nay nhiều bệnh nhân, chắc là cô mệt lắm rồi. Dạ không sao đâu bác sĩ. Bác sĩ đừng có lo. Em khỏe mà. Đây, thuốc của dì đây. Ờ, có bầu con So mà khỏe như vậy là mừng đó. Chứng tỏ thằng nhỏ này nó có hiếu nè. Ây da, ây da, ây da, ây da. Trời ơi, đau bụng nữa rồi. Tôi về nha bác sĩ. Tôi về nha cô Dung. Dạ, dì về cẩn thận. Nhiều khi tôi nghĩ á, dì ở nhà buồn quá, kiếm chuyện vô đây á, để có người tâm sự thôi, chứ không phải bệnh tật gì hết. Lần nào lý do bị bệnh á, chỉ có một mà thôi. Ý, bịch thuốc. Dì Bảy đi quên bịch thuốc rồi. Dì Bảy ơi, dì mới đây mà đi nhanh quá trời. Thôi để tối nay tiện đường về, rồi em đem qua nhà cho dì ấy luôn. Tôi thấy cô thật sự mệt rồi, vào phòng nghỉ một lát đi. Khi nào có bệnh nhân tôi sẽ gọi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. À. Lâu quá không gặp. Chạy đi. Sao kêu không thấy anh ơi? Tìm hướng này nhanh lên. Tôi hỏi là nãy giờ có thấy một người phụ nữ mang bầu đi ngang đây không vậy? Tôi không biết. Cảm ơn. Tôi cầu xin anh.
sinh con rồi. Tôi lại anh. Tôi chịu hết nổi rồi. Lên cô Dung, cố lên. Làm sao đâu, đau quá. Cố lên, cố lên, chắc không sao đâu. Cô ráng lên nha. Chị coi tới giờ cho con bé bú rồi đó. Dạ tôi biết rồi. Má ơi, em sao của con là em trai hay là em gái? Nè nè nè, giờ ăn. Thôi giờ ăn cơm, không nói lung tung. Dạ. Em sao của con là em trai? Má ơi, con có em trai rồi hả? Ừ. Con có em trai rồi con có vui không? Dạ có. Ừ, con ăn ngoan nha. Dạ. Chắc chắn không mà dám nói với con nít như vậy. Đứa bé nó nằm trong bụng con. Con là người cảm nhận rõ nhất mà má. Con Minh á, cũng đã từng lầm tưởng là con trai. Thôi, đừng có nói trước, bước không qua. Nhưng lần này, con chắc chắn nó là một đứa con trai. Dạ. Thôi mọi người ăn cơm tiếp đi ạ. Cố lên, cố lên. Một lần nữa nha. Hít thật sâu vô, rồi nặng nha. Cố lên. Đúng rồi, đúng rồi. Cứ vậy nha. Đánh lên, một lần nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Đánh lên. Đừng một lần nữa. Đánh lên sâu chưa? Đừng bỏ cô. Không được bỏ cô. Đây là đứa con của trong đời mà. Nó sắp vào đời rồi. Cố gắng lên. Một lần nữa nghe. Một lần nữa. Đánh lên. Đánh lên. Đánh lên. Sắp được rồi. Được rồi. Thằng bé đẹp lắm. Cô Dung à, cô xem nè. Cô xem đi. Thằng bé đẹp kìa. Còn mấy người kia, cô tính sao? Bọn chúng nói là nếu cô giàu đứa bé, bọn chúng sẽ không làm hại tới cô. Cô làm gì vậy? Cô mới sinh xong, không bước xuống giường được đâu. Thời gian vừa qua, thật cảm ơn bác sĩ đã cứu mang mẹ con tôi. Cô mới sinh xong, làm sao mà đủ sức di chuyển được chứ? Nếu như tôi không để lúc này, thì tôi sẽ mất con tôi vĩnh viễn. Đó là con tôi. Làm sao tôi có thể trao con cho họ được? Bọn người đó vẫn đang chầu chực bên ngoài mà. Suốt đời này, kiếp này, mẹ con tôi xin ghi lòng tạc trả ơn của bác sĩ. Cô Dung à, ở lại với tôi có được không? Cô vẫn có thể ở lại đây mà. Không được sao? Tôi xin phép. À, cô Dung à, khoan đã. Tôi sẽ đưa cô ra ngoài. Không được. Tôi
không muốn liên lụy bác sĩ. Ủa, sao cửa trước có ông nào mặt dữ dằn lắm mà còn kỳ khôi nữa? Bảy nói là bảy quên thuốc để bảy vô bảy lấy mà không cho bảy vô. Không cho bảy vô cửa trước thì bảy vô ngõ sau. Ủa, sinh rồi hả con? Dạ. Chị Bảy, con nhờ dì giúp một chuyện có được không? Dì đưa con tới đây là được rồi. Con có thể tự đón xe đi. Dì kêu người giúp bác sĩ Dương được không dì? Con sợ họ không thấy con, họ sẽ làm khó bác sĩ. Nhưng mà con đi một mình có được không? Dạ con đi được mà dì. Không lẽ một mình cô có thể sinh ra đứa bé này chắc? Tôi xin anh, xin anh thương tình mẹ con tôi. Đứa bé này nó vô tội mà. Đứa bé này không có cha, cha nó chết rồi. Nó chỉ là máu thịt của tôi thôi. Coi như anh không tìm thấy mẹ con tôi là được mà. Anh kêu gì tôi cũng sẽ làm hết, miễn là anh đừng bắt con tôi đi. Phải chi ngày trước cô biết an phận thì bây giờ đâu có khổ sở tới vậy. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi xin anh thương tình nhắm mắt tha cho tôi lần này, cũng đã làm phước cho con anh sau này. Mẹ con tôi ngàn lần đội ơn anh. Vậy thì từ bây giờ cho đến chết cô phải trốn cho thật kỹ, đừng bao giờ để cho tôi gặp lại cô và đứa bé. Dạ. Và nhớ, không bao giờ được bén mảng tới gần anh Đạt. Nếu cô không giữ lời thì cô và đứa bé này đừng trách tại sao tôi không nương tình. Cảm ơn anh, tôi đổi ơn anh, tôi đổi ơn anh. Con à, từ bây giờ
Tất cả mọi thứ ở đây đều là của con. Mẹ sẽ làm tất cả để bảo vệ con. Nhất định mẹ sẽ không để cho ai cản đường con. Dễ thương quá à. Sao thằng bé nó còn nhỏ mà em ẵm ra đường sớm quá vậy? Lỡ gió mái thì sao? Dạ, em ẵm nó về quê. Vậy hả? Trời ơi, thấy ghét quá à. Trời ơi, coi đứa nhỏ kìa. Thằng bé tên gì vậy em? Dạ, nó tên Nguyện. Phạm Hữu Nguyện. Hả? Tên Nguyện á hả? Dạ không phải là Nguyện, mà là Nguyện, Hữu Nguyện. Có nghĩa là một người luôn làm hết khả năng của mình trong mọi chuyện. Phạm Hữu Nguyện. Phạm Hữu Nguyện. Cái tên hay quá à. Cái tên đẹp quá à. Cái tên có ý nghĩa thiệt đó. Em muốn đặt tên con là gì? Dạ, em cũng chưa nghĩ tới. Vậy thì mình sẽ đặt tên con là Trần Hữu Nguyện. Hữu Nguyện. Tên Hữu Nguyện có nghĩa là luôn cố gắng làm hết sức mình trong tất cả mọi chuyện. Má đặt tên anh là Thành Đạt vì muốn anh luôn thành công. Cho nên giờ anh muốn nói cho con biết, muốn thành công thì phải luôn cố gắng hết khả năng của mình trong tất cả mọi chuyện. Cố gắng làm hết khả năng của mình trong mọi chuyện. Tiền mua chiếu mới đâu? Con có muốn nằm đất không hả Nguyễn? Trời ơi! Mẹ, mẹ đừng có la lớn. Lỡ người khác nghe thấy đồ thì sao? Ngày nào người ta cũng thấy mẹ đi giặt chiếu là người ta cũng đủ hiểu rồi. Con cũng sợ người ta biết hả? Nè, bây giờ con có đứng lại không? Con nhớ rõ ràng là con ra bụi cây rồi. Con cũng không hiểu sao mà sáng dậy ôm cái giường nữa. Trời đất ơi! Cái gì bụi cây nữa phải không? Con còn trả trao với mẹ nữa phải không? Mẹ đã nói con bao nhiêu lần rồi, con làm cái gì làm con chừa bụi cây của mẹ ra. Mấy cái cây của mẹ nó chỉ cần tưới nước mưa không màu không mùi thôi, mà tại sao con làm cho cái bụi cây của mẹ? Mẹ lại đó. Con đâu có chỉ vô cái bụi cây của mẹ đâu. Con còn cãi nữa phải không? Hả? Nó sắp trụi hết trơn rồi kìa. Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi, trước khi đi ngủ thì uống ít nước thôi, mà không nghe gì hết à? Cãi nè. Mẹ, con không nghe gì hết. Con cũng uống ít nước rồi mà. Con cũng không hiểu sao nữa. Nó tự nhiên nó ra vậy á mẹ. Trời đất ơi, cái thằng này. Trời ơi, lần sau con mà tè ra giường thì con tự mà đi giặt chiếu nghe chưa. Mẹ. Cái gì? Con là con trai yêu quý của mẹ mà. Oh!
rồi nhá. Còn dám cãi nữa không hả? Ây da. Hả? Còn dám thè dầm nữa không? Dạ không không không. Còn dám thè dầm nữa không hả? Cho con đi. Mẹ. Từ nay trở đi nghe không? Mẹ. Dạ. Trời đất ơi, làm gì mới sáng sớm mà làm sùm vậy nè? Dạ. Chào chị. Xung quanh đây nè, ai mà không biết thằng Nguyễn nhỏ ngày nào nó không tè dầm mà cô sùm lên làm phiền hàng xóm. Dạ, em xin lỗi chị. Dạ, lần sau em sẽ để ý. Tới lúc mà cô biết để ý là tôi phát điên vì hai mẹ con cô rồi đó. Thôi, nói như đó đủ rồi. Dạ, em chào anh Tư. Chào cô. Nè bà, tôi đi làm. Chiều nhớ nướng cho tôi con cô mực á nghe. Tôi về tôi nhậu á. Nhớ đi làm rồi ông về sớm nghe. Biết rồi. Tôi đi nghe cô. Dạ, anh Tư đi làm. Dạ. Ba đi nghe con yêu. Cô Dung. Dạ. Cô có nhớ ngày mốt là ngày gì không? Dạ, là ngày đóng tiền nhà, em nhớ mà. Dạ, em cũng đang gấp để mai cho kịp đồ. Rồi em giao khách, em gom tiền, em trả tiền nhà cho chị đúng hẹn à. Tôi cũng hy vọng á là cô đóng tiền nhà đúng ngày một lần cho tôi à. Dạ. Đồ đá dầm. Đồ đá dầm. Cái thằng cà chớn, mày đứng lại mày coi. Đứng lại. Cái thằng cà chớn, mày. Cô muốn kiếm chuyện nữa phải không? Hả? Dạ. Con phải cãi thôi à. Con mà kiếm chuyện nữa con chích với mẹ đó nghe chưa? Dạ. Thôi, đi qua bên dì Thanh xin lục bình về để mẹ còn làm thuốc nữa. Bữa nay mẹ bận quá, không có đi vớt được. Con không đi đâu. Sao vậy? Qua bển lúc nào dì Thanh cũng nhéo má con hết á, xưng dù luôn á. Dì Thanh thương, dì Thanh mới nựng thôi, chứ có gì đâu. Bây giờ con qua bên đó chứ dì Thanh nhéo má hay là... Bây giờ mà bây giờ tao mới kiếm được cho bay nè. Cái gì vậy gì? Cua đồng đó. Bay hay tè dầm, ăn cái này nhiều vô là hết đó. Đâu có đâu, con lớn rồi. Có rồi mà gì? Hết đâu mà hết. Hôm rồi á, má con nhờ gì mua cái chiếu mới. Còn cái chiếu mày đang nằm đó, mày tè riết hả? Mà bây giờ á, nó khai ngấy nên là phải mua. Ít bữa nữa là nó bị hư mất rồi. Nè, đem về đi, nói má làm sạch sẽ cho con ăn. Trời ơi, đực mặt ra vậy, có gì đâu có. Nè, cầm đi đem về. Hậu gì về nghe. Từ nay vô lớp làm sao dám nhìn mặt bạn đó nữa đây trời. Đứa nào khùng, đứa nào tè dầm hả? Mày ghi cho đúng sự thật chứ. Cái này tao ghi trong sân vườn nhà tao, tao muốn ghi cái gì tao ghi. Tè dầm tao còn chấp nhận, chứ tao khùng hồi nào. Mày mà nó xạo, không chơi với mày á. Tháo xuống cho tao đi, tao còn tha cho. Lẹ. Tao không tháo đó thì sao, mày làm gì được tao? À, mày muốn coi tao làm gì được mày đúng không? Cái đồ tè dầm, cái đồ khùng, cái đồ tè dầm. Mày hả? Trời ơi, ai ăn hả? Sợ vậy? Cái gì vậy? Cái gì của hai đứa? Cô già đau. Trời ơi, mày làm gì con tao hả? Đứng về con. Trời ơi, con tôi bị xịt máu mũi rồi. Cái gì vậy? Con ơi, có sao không con? Trời ơi. Mày, cái thằng hư đốn.
Mày rảnh quá mày không có gì làm, mày dám đánh con tao xịt máu mũi hả? Tại nó ghi bản, nó chọc con chú chứ bộ. Má của mày dạy á, mày cãi tao đôi với người lớn vậy hả mày? Hả? Mày trời ơi. Mày hả mày? Mày, tao đánh cho mày chết. Hả? Mày, mày hả? Mày dám đánh con tao hả? Mày dám đánh con tao hả? Mày dám đánh con tao? Mẹ, mày đánh con tao. Dạ, có chuyện gì vậy chị? Có chuyện gì vậy chị? Hả? Có chuyện gì vậy? Cô đến đúng lúc lắm. Đây nè, cô coi đi. Con cô nó dám đánh con tôi xịt má mũi như vậy nè. Bây giờ cô tính sao? Hả? Hả? Tại nó ghi bản, nó chọc con chú chứ bộ. Mày là đồ lưu manh giác không? Con tao nó ghi lên cái bản, nó dán lên trong cái khu vườn nhà tao. Mày làm gì dám đánh con tao? Mày đừng có ý, có mẹ mày ở đây bính mày được nghe mày. Hôm nay á, tao không có bỏ qua cho mày đâu. Trời ơi. Trời ơi. Đưa đi. Trời, Nguyễn, tại sao vậy hả? Bây giờ mày muốn cái gì? Tại sao muốn phá lập má tốt? Cái gì vậy? Tại sao muốn đánh lạc? Tại sao muốn phá lập má tốt như vậy hả? Mày đứng lại coi. Trời ơi, mày chạy nó đi con. Đứng lại, mày đứng lại. Nguyễn ơi là Nguyễn. Trời ơi, tha cho con đâu nghe chưa? Trời ơi là trời. Từ nay trở đi, con mà còn hư như vậy nữa, mẹ giết con luôn nghe chưa? Hôm nay mẹ sẽ đánh con chết. Mẹ sẽ đánh con chết, Nguyễn ơi. Trời ơi, Nguyễn ơi. Chạy. Sao mày đánh con mẹ? Mẹ sẽ con chết kìa. Không được. Đứng lại cho mẹ. Là con ấy. Nguyễn. Mẹ ơi, con xin lỗi. Mẹ đừng có đánh con mẹ. Mẹ đừng có đánh con mà mẹ. Mẹ, con chừa rồi mẹ. Mẹ đừng có đánh con nữa. Mẹ có đánh con đâu. Mà thằng Kỳ á, nó đánh con mấy cái hả? Con có sao dạ. không? Hả? Dạ, nó đâu có đánh con được cái nào đâu. Đúng là quá đáng mà. Làm như chỉ có con mình là con vàng con ngọc không bằng. Mẹ, mẹ không la con hả mẹ? Con có làm gì sai đâu mà mẹ phải la con. Dạ không có, không có, con không có. Tại nó chọc con trước, nó còn nói xạo nữa mẹ. Biết rồi, nhưng mà con đánh nhau để giải quyết như vậy là đúng hay sai? Lần sau con cứ làm lơ đi. Bạn nó chọc con là chủ yếu để thấy con tức tối thôi. Con cứ làm lơ đi, rồi nó chán là nó không làm nữa. Con trai mạnh mẽ là không có nghĩa là dùng nắm đấm để giải quyết tất cả, hiểu chưa? Dạ, con hiểu rồi. Thôi, về đi. Về mẹ nấu canh chua với đầu tôm, ngon lắm. Nè, mà nè, xin lục bình cho mẹ chưa? Dạ có, con để ngay chỗ gốc cây, gần chỗ thằng Kỳ viết bản á mẹ. Thôi, đi, đi về nhà, mẹ nấu canh chua cho. Nghe. Dạ. Con trai của mẹ thiệt là con đó. Hai đứa lớn rồi, làm cái gì cũng phải làm lẹ lẹ lên. Bảo đâu, sao giờ này chưa xuống? Dạ thưa nội, má đang thay đồ cho em. Nãy giờ lên tỉnh mà thay đồ chưa xong nữa. Dạ bảo không chịu mở cửa. Minh, sao em nói chi vậy? Em đâu có nói gì sai đâu. Dạ. Thôi để con ra ngoài xe con chờ nó. Bảo à, mở cửa ra đi con. Ba đang đợi ở dưới đó. Bảo. Con không mở. Con không muốn đến sưởng bánh. Con mà không đi á, bà nội giận con nữa đó. Bảo. Bảo à, hay là con đi với ba đi. Về má cho con thêm tiền để con xài, muốn mua gì mua, chịu không? Nha con. Dạy con theo kiểu đó hả? Má, chứ con biết phải làm sao giờ. Nó không thích tới xưởng bánh, mà Gia Bảo nó chỉ mới có 12 tuổi à.
mà cuối tuần nào cũng bắt nó đi xuống xưởng bánh. Nó chán, nó không muốn đi cũng đúng rồi. Nó còn nết thì biết cái gì. Nó hành động ra sao là theo cái gương của cha mẹ nó đó. Đánh qua bên. Bảo, Bảo, con tự đi hay là để nội cho người phá cửa lối đầu con đi? Má, má làm vậy nó sợ làm sao? Nó sẽ không chịu ra đó. Không ra hả? Không ra thì lôi đầu nó ra chứ bộ. Sao? Bây giờ đi, hãy để nội lối đầu con đi. Bảo, Bảo, con tự đi hay là để nội cho người phá cửa lối đầu con đi? Má, má làm vậy nó sợ làm sao? Nó sẽ không chịu ra đó. Không ra hả? Không ra thì lôi đầu nó ra chứ bộ. Sao? Bây giờ đi, hãy để nội lối đầu con đi. Má à. Nè 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 Kha, Minh, lắp ló đó làm cái gì? Đi xuống kêu chú Tài lên đây cho nội. Trời đất ơi, đi mau. Có nghe không? Đi xuống kêu chú Tài lên đây. Mau lên. Con ra là được chứ gì? Bảo, chuyện này không liên quan tới má với chị hai. Nội đừng có la mọi người. Nè, con có biết là ba con đợi con ở dưới đó không? Mà con cứ ở lì trên này làm sao? Một phút của ba con á là bằng cả một ngày của người ta. Bây giờ làm sao? Thái độ, đi xuống dưới. Còn cái chuyện con có bị phạt hay không á, còn tùy theo cái thái độ của con khi con xuống xử bánh. Thái độ, nhanh. Đi thay đồ đi con. Má, Gia Bảo dù gì cũng là cháu đích tôn duy nhất của má. Hay là má chiều cho nó nghỉ một bữa hôm nay được không? Nó đã phải đi học cả tuần rồi. Duy nhất hay không thì cũng phải dạy dỗ cho nó đàng hoàng. Con nghĩ dùng tiền có thể dạy dỗ được nó à? Rồi lớn lên nó sẽ thành là cái thứ gì? Nó sẽ trở thành người thừa kế của gia đình này. Vậy mới nói con hư tại mẹ mà. Nó hư chỗ nào vậy má? Nó lì lợm, không biết lễ phép trước sau gì hết. Nó y như cô vậy đó. Nè, cha mẹ là tấm gương của con cái ha. Gương mà đã dơ bẩn á thì coi như cuộc đời con cái bỏ đi, biết chưa? Chuyện gì đâu mà nội phải la má như vậy? Tài Bảo nó không có thích đi, chứ nó đâu có hư giống như nội nói. Mỗi lần nội tức giận em đều rất là sợ. Hình như nội ghét má đúng không chị hai? Ở trong cái nhà này á, có những chuyện em không thích mà em cũng phải làm. Cũng như mình muốn á thì cũng không có được. Cũng giống như chị cũng rất là muốn tới xưởng bánh nhưng mà không có ai cho hết. Còn ngược lại, thằng bà nó không có thích đi, ba với lại bà nội lại ép nó. Lúc đó chị hai muốn tới xưởng bánh thì ba lại không cho là không cho. Tại sao con gái lại không được tới xưởng bánh chứ? Từ giờ em phải cư xử giống như người lớn chút đi. Nội ghét em, nội lúc nào cũng nghiêm khắc với em. Em không thích nội. Thằng Bảo nó giận nội thiệt rồi chị ơi. Sao hôm nay con trễ vậy? Cả nhà đợi con đó. Chú mở cửa đi.
con làm cho mọi người bị trễ giờ rồi đó. Dạ, con xin lỗi. Lên xe đi. Bóng có một bước kia, hôm đó hai chàng, ta tên Sơn Tinh, tàn duyên dẫn mấy bóng núi, ta tên Thúy Tinh, mưa gặp khắp nơi dần trào nước lên. Tụi bay có nghe thấy mùi gì không? Tao không nghe thấy mùi gì đâu. Tao chỉ nghe thấy mùi thanh long chín à. Có bánh mới ra lọ. Sao mày biết? Bánh thơm lắm luôn á. Trời, bánh này bánh cũ không mày, đó bánh mới ra lò đâu. Bánh cũ hả? Tao chắc mà. Mùi bánh mới ra lò thơm phức luôn kìa. Thấy chưa, tao đâu có sai. Bánh mới ra lò nè tụi bay. Thơm quá, ngon quá hả mày? Đố tụi bay, bánh này những gì? À, bánh này tao biết, tao ăn lần rồi. Nhân sầu riêng phải không? Sao biết? Là nhân kem bơ. Ủa, sao mày biết? Mày ăn rồi hả? Thơm quá. Tụi con có tiền không? Dạ không. Dạ không. Dạ không. Không thì về xin tiền ba mẹ mua. Bánh mới ra lò ngon lắm. Thôi tụi con về đi cho chú bán. Ước gì được cắn một cái thì ngon phải biết. Còn cái này tao cần gì phải ước. Tao muốn ăn là ăn thôi. Ở trong đó sao có nhiều bánh quá vậy? Còn phải nói, ba tao làm tổ trưởng trong đó mà. Hôm bữa ba tao dắt tao vô trong xưởng, trong đó có nguyên một trời bánh luôn. Tha hồ mà ăn. Thiệt vậy hả? Ừ. Mày mà nó xạo, không chơi với mày á. Cái này tao nói thiệt mà, chính tao nhìn thấy. Chỗ này trước đây là kho hàng mà ta. Xưởng này mọc lên từ bao giờ vậy? Ê Kỳ, hay là mày kêu ba mày á với tụi tao vô chỗ ăn bánh được không? Khỏi còn hỏi ba tao, tao cũng dẫn đi được mà. Hả? Tao cũng biết đường đi trong đó rồi. Nhưng mà phải có một điều kiện. Nói đi. Là tụi bay phải cho tao chơi chung. Được, tụi tao đồng ý cho mày chơi chung. Khi chọi mận nhà bà Bảy cũng phải cho tao theo. Nhưng mà mày mập quá, lỡ bị dí chạy không kịp thì sao? Bộ tụi bay không muốn ăn bánh mới ra lò hả? Con kiếm ai? Dạ con tới kiếm ba con. Kiếm ba hả? Dạ. Con đi mấy người? Dạ con đi 4 người, mà vô có 2 người được không chú? Dạ con ở chung với nó. Con ở chung nhà với nó chú. Ừ. Kiếm ba đúng không? Dạ. Bây giờ con đi thẳng vô trong. Thấy chú bộ về đứng kia chưa? Dạ thấy. Con hỏi chú rồi chú chỉ cho con. Dạ. Nhớ lời chú dặn, đi vô cho cẩn thận, không có làm đổ đồ đạc của chú. Dạ. Vô đi. Vô đi. Dạ, vô. Cảm ơn chú. Ừ.
đúng chưa? Ở đây nguyên một trời bánh luôn. Mày muốn ăn cái nào thì mày lấy. Thì hả? Lấy bao nhiêu cũng được luôn hả? Ừ, ở đây nhiều đến vậy, lấy một cái có ai biết gì đâu. Mà ba tao là tổ trưởng ở đây mà, lo gì? Nè, bỏ vô đi. Đi xa vậy ba? Không phải đến xưởng bánh hả? Tại nhà mình mới mở một cái xưởng ở dưới đó con. Tại sao lại không để ai nhìn thấy? Ôi! Tỉnh lên, tỉnh lên. Đi. Kẹ. Đi. À, chú Tuy. Ủa, hai đứa con làm cái gì trong này? Giấu gì trong bụng đó? Hai đứa mới từ trong kho bánh ra đúng không? Ai cho tụi bay vô đó? Đừng có nói là hai đứa... Chạy đi! Kỳ! Ê, mấy cái thằng này chạy gì vậy? Chạy gì vậy? Tụi mày đi đâu vậy? Nguyễn Kỳ. Ây da. Trời ơi, mấy đứa này chạy đâu vậy? Lẹ lên Nguyễn. Nguyễn, ây da. Ây da. Ây da. Trời ơi, trời ơi, sao vậy nè? Con, có sao không con? Xe có đụng vô đầu con không? Có chuyện gì vậy? Hả? Trời ơi. Tại sao lại để trẻ con chạy lung tung ở trong sườn bánh? Dạ. Hai đứa đứng dậy đi. Hình như mấy đứa này ăn trộm á. Có đúng là hai đứa con ăn trộm bánh không? Sao? Dám làm mà không dám nhận hả? Dạ phải. Chú Tài. Dạ. Gọi công an cho tôi. Cô chú. Anh Đạt, mình có cần làm lớn chuyện gì không anh? Đáng đời đồ ăn trộm. Chú ơi, ông đó là ai vậy? Là tổng giám đốc xưởng bánh đó. Chú ơi, chú ơi. Đi đâu vậy? Dạ, dạ là tổng giám đốc. Dạ con xin lỗi chú. Xin chú tha tội cho tụi con lần này. Tại sao? Con thử nói lý do cho chú biết tại sao chú nên bỏ qua cho con. Dạ. 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 Tụi con còn quá nhỏ để bị đưa đi công an. Mong chú thương mà bỏ qua cho tụi con lần này. Con xin hứa con sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Chú tưởng con sẽ nói điều gì hay ho. Quá trà. Con có gan lấy trộm mà không có gan gánh chịu hậu quả. Hèn nhát, vô trách nhiệm.
Như vậy thì chú không có lý do gì để bỏ qua cho con hết. Dạ, dạ, đốc, chào tổng giám đốc. Thiệt á, cái đàm hồi đợt trước Mai cái kiểu gì đâu mà nó xấu dễ sợ xấu luôn. Đường kim rồi mũi chỉ, cái gì đâu mà nó kỳ cục dễ sợ. Dạ, đợt này em Mai kỹ lắm chị. Với lại kiểu này là kiểu mới á. Chị coi thử coi ở đây không ai có kiểu này đâu à. Nay tôi trả nửa tiền thôi nghe. Dạ chị, em cần tiền để trả tiền nhà hôm nay. Chị trả hơn cho em chút được không à? Thì đó, chị nhìn chị cũng thấy rồi. Quán có khách khứa gì đâu. Có khách thì mới có tiền trả chứ. Nè, con gặp người lớn con không có chào hỏi gì hết hả? Dạ, con chào cô. Ủa chị, sao tay của cháu nó bị... Thôi, nè, tiền nè. Làm ơn lấy, rồi đi giùm tôi một cái đi. Tôi không có thời gian tiếp chị đâu. Bực bội. Cô Dung. Dạ. Trời ơi, hên quá gặp chị ở đây. Hên cái gì mà hên hả? Dạ. Trời ơi là trời, trời ơi. Em có tiền trả tiền nhà cho chị nè. Có chuyện lớn rồi kia kìa. Cái chuyện gì vậy chị? Con sao vậy? Đang bận việc với bảo vệ nè. Có chuyện gì vậy con? Dạ. Hai đứa này á ăn cắp bánh của công ty. Cho nên ông chủ tôi á kêu ở lại. Cái gì? Làm sao con tôi mà đi ăn cắp bánh? Cái thằng này lúc nào ở nhà cũng có bánh, tại sao mày đi ăn cắp? Dạ đâu phải con muốn đi ăn cắp bánh đâu. Không muốn tại sao làm hả? Tao đâu có dạy mày đi ăn cắp đâu. Nhỏ nhỏ một tí bà ơi. Tại thằng Nguyễn kêu con làm vậy. Đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Không có lý nào con tôi thằng Kỳ nó đi ăn cắp bánh. Mà tại sao mày ép con ta làm chuyện đó hả? Nguyễn, tại sao con lại làm cái chuyện đó hả? Tại sao con đã ăn cắp rồi mà còn ép bạn làm theo mình? Tại sao? Dạ, con đâu có muốn ăn cắp. Con thấy có nhiều bánh nên ăn mấy cái chứ không sao. Con thèm bánh tới như vậy sao? Dạ, chú. Chú cho tôi hỏi, thằng nhỏ nó ăn hết mấy cái bánh nè. Tôi nói cho chị biết, bao nhiêu bánh không thành vấn đề. Tại vì ông tổng giám đốc đã phát hiện ra chuyện này, cho nên muốn phạt tụi nhỏ để làm gương. Xưởng bánh này á là mới mở, cho nên ông không muốn xảy ra bất cứ những chuyện gì lộn xộn ở đây hết. Dạ, vậy có thể nào cho tôi gặp ông tổng giám đốc được không à? Để tôi xin cho mấy đứa nhỏ. Người ta đường đường là tổng giám đốc, đâu phải chỉ muốn gặp là gặp đâu. Người ta là ông chủ nổi tiếng của công ty bánh kẹo Thành Phát chứ bộ. Công ty bánh kẹo Thành Phát. Đúng. Ông kêu tôi á là giữ hai đứa nhỏ này lại cho tới khi nào ba má tụi nó tới làm bản cam kết rồi mới cho về. Từ nay trở về sau, hai đứa nhớ chừa cái thói ăn cắp nghe chưa? Dạ, vậy bây giờ phải làm cam kết ra sao đây hả chú? Nè. Của chị. Của chị. Viết bản cam kết, họ tên của phụ huynh, nhớ ký tên và ghi rõ mình là ba má đứa nào. Cam kết là từ nay về sau dạy dỗ con cái đàng hoàng, không cho tụi nó đi ăn cắp ăn trộm nữa. Con tôi á nghe, nó bị lôi kéo theo.
chứ nó đâu phải là đứa bài đầu đi ăn cắp đâu. Ăn cắp là ăn cắp, bài đầu hay bị lôi kéo thì cũng như nhau. Mà tôi thiệt là không hiểu, nhìn mặt mũi cũng sáng láng đẹp trai, mới có từng tí tuổi đầu mà lại có cái tật đi ăn cắp là sao? Còn nhỏ mà đã vậy rồi, lớn lên rồi sao? Mà chị nè, nghe nói thằng nhỏ này không có cha hả? Hèn chi, không có ai dạy dỗ nó. Đúng là con không cha như nhà không có nóc. Anh nói cái gì vậy? Mấy đứa tụi nó còn nhỏ, phạm lỗi, mình là người lớn, thì có gì mình dạy dỗ nó lại? Tại sao anh có thể nói chuyện miệt thị như vậy được? Nè, bà chị đừng có vội nổi nóng với tôi. Mấy lời mà tôi vừa nói á là những lời của tổng giám đốc của tôi nói lại, thì tôi nói theo thôi, chứ đâu phải là tôi nói. Ông ta có quyền gì mà nói ra mấy lời đó chứ? Cô định đi đâu? Người ta đã tha cho con cô rồi, sao không lo đem con cô về đi? Tôi phải gặp người đó. Còn tôi không phải là kẻ ăn cắp, cũng không phải là kẻ không có cha. Trời ơi, đi đâu? Từ bây giờ cho đến chết, cô phải trốn cho thật kỹ. Đừng bao giờ để cho tôi gặp lại cô và đứa bé. Dạ. Và nhớ, không bao giờ được bén mảng tới gần anh Đạt. Nếu cô không giữ lời thì cô và đứa bé này đừng trách tại sao tôi không nương tình. Vô đây với mẹ. Con ăn đi. Sao vậy? Con ăn đi. Mẹ xin lỗi con. Có những món đơn giản con thích ăn mà mẹ cũng không mua được, chỉ vì mẹ chỉ lo chăm chăm làm việc nên lơ là với con, không hiểu con mình đang muốn gì, cần gì. Con có buồn mẹ không? Con cho mẹ xin lỗi nha. Mẹ chưa làm được quá nhiều cho con,
Nhưng mà có một điều chắc chắn với con là con rất quý giá đối với mẹ. Con có biết không? Dạ con biết. Cho dù người khác cứ cho mẹ thật nhiều tiền để đổi lấy con thì mẹ cũng không đồng ý đâu. Trên thế gian này con là người thân duy nhất của mẹ. Con xin lỗi mẹ, con làm cho mẹ buồn rồi. Thôi con đừng khóc, ăn bánh đi con. Con uống nước đi, để mắt nghẹn đó con. Nè, ngon không con? Dạ ngon. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? 12 tuổi. 12 tuổi? Tuổi của ba con 12 tuổi, ban ngày đi học, thức khuya dậy sớm phụ với bà nội buôn bán. Vậy mà năm nào ba con cũng đứng hàng nhất hết trơn á. Con biết rồi mà nội. Những chuyện này nội đã kể đi kể lại cả trăm lần rồi đó. Hàng trăm lần, hàng ngàn lần gì? Mà con có bao giờ con để ý đâu. Đó mới là cái chuyện không lo học hành cho đàng hoàng. Rồi sau này ba con có để tiền như cái núi á thì cũng lỡ thôi à. Hiểu chưa? Bảo. Được rồi. Bây giờ á, nội sẽ phạt cái lỗi những chuyện con đã làm ngày hôm nay. Sao? Con nghĩ con đang chịu bao nhiêu rồi? Nội muốn đánh bao nhiêu cũng được. Nói cái gì? Con không muốn mình bị đánh đòn, nhưng nếu có xin thì nội cũng không tha. Nội thấy tội con đáng bao nhiêu thì nội cứ đánh. Trời ơi, tại sao con dám ăn nói với nội như vậy hả Bảo? Cái thái độ của con chẳng khác gì thái độ của mẹ con với tao cả. Nằm lên giường, nằm lên giường, mau lên, đi lên trên giường nằm, nằm lên. Bữa nay á, nội sẽ đánh con cho tới khi nào con thấy cái lỗi của mình, nghe Bảo. Nè, xin lỗi chưa? Con thấy hết lỗi con chưa? Đi nè, mất dạy nè, nhận lỗi chưa? Đúng vậy chưa? Bảo, xin lỗi chưa? Trời ơi, con tính chọc tức cho bà nội chết thì sao? Nè, Bảo, 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 Bảo. Nè, em à, thôi em bình tĩnh lại đi. Giờ phút này mà còn bình tĩnh được hay sao? Anh không nghe gì hả? Nếu mà không vô, thằng nhỏ sẽ chết đó. Em phải ngăn lại mới được. Khoan đã, không được đâu. Bây giờ em vô nữa là mọi chuyện sẽ tệ hơn. Không lẽ anh kêu em đứng nhìn để con em bị bà nội nó đánh chết hay sao? Thôi được rồi, để em vô trước cho. Em đứng đây đi. Ai? Dạ con. Bác ơi, con chưa? Xin bác hãy bình tĩnh. Nè, nếu mà chạy vô xin tội cho nó thì đi ra ngoài. Dạ đi. Dạ con nào dám. Bác đi. Ơi, con xin bác đừng đánh cháu nữa. Con vô đây chỉ lo cho sức khỏe của bác thôi. Đi. Bác ơi đi. Bình tĩnh đi bác. Lý bác ơi lý. Má lý. Thôi đi, con xin má mà. Má à, thôi đi má ơi. Dạ Bảo, đứng dậy.
Con có sao dạ không? Con đau con quá có sao ba. Không vậy Gia Bảo? Con đau. Đi về phòng. Trời con ơi. Đi về phòng nhanh lên. Đi đi. Nè. Nè. Con dám. Dám làm những điều đó trước mặt má. Hả? Má. Hả? Con thấy chuyện nó không có gì lớn lao hết á. Không phải má đã từng ước có một đứa cháu trai. Khó khăn lắm con mới sanh được một đứa con trai như vậy. Thật ra nó đã làm sai chuyện gì mà má lúc nào cũng nghiêm khắc với nó như vậy hả? Đúng. Má đã từng mơ ước có một đứa cháu trai, nhưng không thể nào có một đứa cháu trai hư hỏng như thằng Bảo. Má. Không thể. Nếu như vậy thà má không có thì hơn. Con á, nếu con nghe lời má con dạy dỗ cho nó đàng hoàng thì làm sao có cái chuyện như ngày hôm nay được. Má, từ ngày con về làm dâu má tới giờ, có bao giờ má đối xử tốt với con hay chưa? Con đã làm gì để cho má ghét con tới như vậy hả? Má... con có điểm nào không tốt? Hay là má đã hối hận về chuyện của con Dung? Má... hay là má vẫn còn hy vọng nó sẽ đẻ cho má một đứa cháu trai? Má ghét con chỉ vì chuyện con đã đuổi nó đi đúng không? Con... sao con dám? Má, nếu như má không vừa lòng về con, má cứ đánh cứ chửi con, tại sao lại đổ lên đầu con trai con như vậy hả? Giận cá chém thớt không đúng đâu má à. Nè, nè, con nói mà con có suy nghĩ trước không vậy hả? Từ đâu ra mà con có ý nghĩ điên rồ như vậy chứ? Ủa con điên rồi hả? Đúng, con điên lên rồi đây nè. Con muốn điên lên rồi đây nè. Con phải chứng kiến con trai con bị đánh đến mức như vậy, làm sao mà con bình tĩnh đây? Đi, đi ra khỏi phòng của tôi ngay. Đi, đi. Trời ơi, trời ơi, ngó chúng mà coi. Cứ như vậy làm sao tôi sống nổi? Trời đất ơi. Xíu à con. Gia Bảo à, sao mà con cứng đầu quá vậy hả? Chỉ cần con nói hai tiếng xin lỗi thôi mà. Con thấy không, cũng tại vì con mà má của con và bà nội con cãi nhau. Con ghét bà nội, ước gì bà nội không có trên đời. Con yên tâm đi, chú dám chắc với con, sau này bà nội của con sẽ không có cách nào đụng tới con được nữa. Từ từ thôi con, từ từ nha con. Nhưng tại sao bà nội lại ghét con? Cho dù bà nội có thương hay ghét con thì cũng không quan trọng. Quan trọng là con phải biết nhìn xa hơn, con phải biết nghĩ những điều to lớn hơn. Nhớ lời chú dặn không? Sau này con phải giỏi hơn ba của mình. Dạ chú. Chú là người sẽ giúp con đạt được điều đó.
Chú làm được gì cho con chứ? Con nghe đi, chú là người có thể hy sinh tất cả, kể cả mạng sống của mình cho con. Có gan lấy trộm mà lại không có gan gánh chịu hậu quả. Hèn nhát, vô trách nhiệm. Như vậy không có lý do gì chú bỏ qua cho con hết. Tại sao chú đó lại có thương mình như vậy chứ? Có chuyện gì vậy con? Hả? Sao chưa ngủ nữa? Dạ, không có gì đâu mẹ. Con bị giật mình thôi à. Nằm xuống ngủ đi con. Chào chị Tư. Tối qua chị ngủ có ngon không? Con đi học đi không thôi. Thưa mấy mẹ, giờ con đi con. Học. Thưa mẹ, con đi học. Dạ. Cô Dung. Dạ. Tôi có chuyện muốn nói với cô một chút. Cho tao xin lỗi nha Nguyễn. Tao không có ý đổ thừa cho mày đâu Nguyễn. Cuối tháng này nè, cô dọn đi đi nghe. Ủa sao vậy chị? Sao lại đột ngột như vậy à? Tôi đã nói rồi, hết tháng này cô với thằng Nguyễn dọn đi giùm tôi. Phải rồi, em xin lỗi chị. Em quên không gửi tiền cho chị tháng này. Dạ, dạ đây. Em gửi tiền nhà cho chị. Dạ, em để sẵn tiền cho chị rồi. Mà em lu bu đủ thứ chuyện hết nên em quên mất tiêu. Em xin lỗi chị nhé. Chị nhận giùm em mà. Lúc nào mà cô Dung không đóng tiền trễ. Nhưng mà cái chuyện tôi muốn nói ở đây á, là cái chuyện tương lai kia kìa. Dạ, dạ. Chuyện như vậy mà không lo sao được. Tôi không muốn má con cô ở đây. Tôi không muốn thằng Nguyễn nó làm ảnh hưởng tới thằng Kỳ con nhà tôi. Chị tính đi giặt đồ hả? Chị muốn làm gì thì chị làm đi. Để em giặt cái này cho. Thôi, đồ của tôi để tôi giặt. Cô làm gì vậy? Dạ không sao, em làm được mà chị. Chị cứ đi làm công chuyện khác đi nha. Em giặt lẹ lắm nha. Để đó cho tôi tự làm được. Thôi. Trời ơi, không sao đâu mà. Chị đừng có ngại, em làm được hết á. Chị yên tâm đi, em sẽ giặt sạch cho chị. Tay em khỏe, giặt kỹ, phơi khô cho chị luôn. Trời hôm nay nắng tốt nè, em tranh thủ giặt rồi phơi khô rồi đem qua cho chị ha chị ha. Dạ em chào chị. Chị, em xin lỗi chị lần nữa vì chuyện thằng Nguyện của nhà em. Nếu mà nó còn tái phạm lần nữa, em sẽ thu dọn đồ đạc, em sẽ đi liền ha chị ha. Thôi lần này chị thương tình, chị bỏ qua cho em nha. Ủa, sao hai đứa chưa đi học nữa? Nhìn cái gì mà nhìn hoài vậy? Tụi con đi học đi, để trễ giờ rồi. Dạ, con nhá. Biết rồi, con đi liền. Chào cô.